Shop chào mọi người đã ủng hộ shop guitar Minh Khánh Music ở Tây Ninh nha. Bữa nay mình sẽ lên cho các bạn ba cái mẫu guitar mà shop thường bán và bán chạy nhất luôn trong thời gian qua. Đầu tiên là cái shop giới thiệu là một cây guitar là Gopherwood. Cây này là sơn bóng mờ, vân gỗ rất đẹp nha các bạn. Khóa được xi bằng đồng, màu đồng rất là đẹp, màu đen, mặt vàng, vân gỗ Gopherwood nha. Cây này của Trung Quốc nha các bạn. Cây này shop đang bán với giá là 1.600.000. Đờn đặc biệt là đờn lắc xích loại này là ông shop là có cái ti chỉnh cần luôn nha, nên các bạn xài không có sợ bị cong cần. Cái lắc xích giá tầm 1.600.000 mà để tập thì rất quá tốt luôn so với lại thị trường bây giờ nha. Các bạn yên tâm về sử dụng sản phẩm này nha. Mình nhắc lại là Gopherwood. Gopherwood nha, guitar lắc xích. Sơn gỗ mờ nha các bạn. Cái này là gỗ mờ, sơn mờ, bóng mờ. Rồi các bạn quan tâm vui lòng ghé shop test cái đờn, hoặc là nếu đã tin tưởng shop thì có thể là đặt shop xuất ship tới nơi cho mọi người sử dụng nha. Cảm ơn mọi người đã coi cái cây này. Tiếp theo mình sẽ đưa một cây nữa. Cây này thì thấy nó nặng hơn. Cây này thì sơn bóng nha, sơn bóng màu đen, mặt gỗ. Cây này cũng có ti chỉnh cần nha các bạn. Các bạn xài không có sợ theo thời gian thì cái cần này nó có vẩn hoặc nó ướn thì các bạn có thể chỉnh được. Khóa cũng được mạ đồng màu đen, tay vặn màu đen luôn, giống cây vừa lấy. Thân dưới đít này cũng làm bầu nha, bầu lên một chút xíu để nó tán âm vô nó tốt hơn nha các bạn. Cái này tên của nó là Wawa Modern W9125B. Cái này shop đang bán là 2.1 đúng không? 2.2 à. Shop bán cái này là 2.2 nha. Cái này là tầm trung là các bạn sử dụng rất là tốt nha. Cần lúc nào cũng thẳng tắp. Các bạn không có sợ đau tay nha, vì cái cần này nó rất là thẳng rồi. Cây này là được sơn mặt bóng, ở dưới là màu đen, các bạn coi kỹ lại cây đờn nha. Cần vân gỗ rất là đẹp luôn. Khóa được mạ vàng, mạ đồng, màu vàng, màu đen nè. Con quay vào chừng hướng cái máy quay. Đó. Các chị này đều làm bằng mũ cẩn vào rất là đẹp luôn nha. Bật đánh thì không có sợ bị xước cái chỗ này. Các bạn có thể tra Google hoặc là tra tham khảo giá của cái cây Wawa này. Model của nó là W
9125B. Trên thị trường bán là không biết giá bao nhiêu, có thể là hơn hoặc là bằng shop. Nhưng mà các bạn cứ mua yên tâm bên shop là nếu mà có lỗi này kia thì shop sẽ đổi cho cái khác liền, không phải lo bên tâm về chất lượng sản phẩm. Mà gần như là không có lỗi tại vì sản phẩm này nó là hoàn toàn tầm trung rồi, xài rất là ok. Về về sau này nó hơi vân lên một chút xíu để tán âm nó rất tốt hơn nha các bạn. Mình thì không có chuyên guitar, mình chỉ thử tiếng cho các bạn nghe thôi. Tiếng thì ok nha. Các bạn mua cái cây này thì tập hoặc là biểu diễn thì rất là ok. Cây này nó không có EQ, nhưng mà các bạn muốn gắn EQ thì shop có gắn thêm EQ cho các bạn với giá nó khoảng 800 ngàn nha, bộ EQ tốt. Còn các bạn muốn tốt hơn của Fitman thì có thể là khoảng 1,2 triệu, 1,5 triệu, 1,6 triệu. Có một loại 1,6 triệu nữa, Fitman xịn luôn nha các bạn. Thì biểu diễn cầm cây này mà cầm với bộ Fitman xịn này thì ok. Số gắn rất là cẩn thận nha, đọc gắn cái này cho các bạn bằng máy hết nha, phay cũng bằng máy chứ không có làm thủ công nha. Bạn yên tâm về cái đòn khi mà giao cho số làm EQ. Các bạn quan tâm cái này thì nhớ sản phẩm máy, sản phẩm là Wow Vang màu đen W 9125B nha. Cái đòn rất là đẹp, cái lắp xích thường người ta làm cái dáng rất là đẹp. Thêm một cây này rất là đặc biệt luôn nha. Ibanez. Cây này được sản xuất ở Trung Quốc nha các bạn. Hàng này là hàng sản xuất ở Trung Quốc, gia công ở Trung Quốc nên giá thành nó rẻ hơn so với là cây Ibanez xịn rất nhiều luôn, giá chắc bằng 1/10 cây Ibanez thôi, nên xịn nó trên mười mấy 20 triệu lượt. Cây này shop đang bán là với giá là 3 triệu. Cây này là có EQ theo đờn luôn nha các bạn, Fitman nha, EQ theo đờn gắn sẵn luôn, Fitman khóa được mạ đồng, màu đồng rất đẹp luôn nha. Tay cầm là màu trắng, tay vặn là màu trắng. Cái size này là size để biểu diễn, cái size thùng này rất là mỏng để cho các bạn khi mà đứng biểu diễn nó lâu thì nó không bị mỏi. Cây này là tên của em nó là Ibanez, model là GA5TCE. Các bạn chỉ cần nói Ibanez là shop biết cái cây này rồi. Cây này shop ban đã bán 2 năm mấy rồi, cái model này rất là nhiều người ưa chuộng, các thầy cô giáo hoặc là những người nào đi biểu diễn đó. Tiếng EQ này cũng hay lắm các bạn. EQ này thì các bạn có thể bấm vô để chỉnh dây đờn, tun cái dây đờn của mình được luôn trong lúc đánh nha. EQ ở đây là cắm vô jack 6 ly nha. Cây này vân gỗ rất là đẹp luôn nha các bạn, cực đẹp luôn. Cái này là làm theo vị trí số 7 để cho các bạn vô đây. Dây xài này.
là cái tiếng thùng nó mỏng nên các bạn nghe tiếng chung nó hơi nhiều, nó không có bát bát nhiều như là mấy hai cái cây này. Nhưng mà khi mà các bạn xài EQ thì tiếng nó sẽ ok, rất là ok hơn. Cái này mình thường nói vui là cây của cố nhạc sĩ Hài, nghệ sĩ Hài Chí Tài đánh trong cái clip Hài của anh đó. Cái này mình nói vui vui là cây guitar Chí Tài. Các bạn mua thì chắc nhớ đến nghệ sĩ, cố nhạc sĩ nghệ sĩ luôn, Chí Tài. Anh đã diễn cái cây này trên sân khấu mà là không biết là cái cây này của anh diễn là Trung Quốc hay là hàng xịn, nhưng mình thấy cái giáp bóp dáng này giống y chang cái cây đó luôn. Cây này là có EQ sẵn nha, các bạn chỉ về đi biểu diễn thôi, không cần phải gắn theo cái gì hết. Mẫu cực đẹp luôn nha, vân gỗ sơn này kia đẹp. Mình cây này là được nhiều anh em nhạc công ghé mua để ủng hộ, để đi làm hoặc là thầy cô giáo trong những dịp picnic hoặc lớp hay là họp bạn bè gì đó thì thường hay lấy cái này đờn lắm. Hết tháng ở đâu là có cái đờn. Đặc biệt là các bạn coi livestream và coi cái clip này, nếu mà coi được cái clip này thì nó shop sẽ tặng cho các bạn một cái bao thật cái đờn này luôn. Trong cái dịp này shop sẽ tặng một cái bao theo đờn cho các bạn, bao lại tốt nha chứ không có tặng bao thường nha. Và các bạn sử dụng tốt để mà đi diễn hoặc đi làm hoặc là đi học nha. Nếu các bạn nữ mà đánh cái size này cũng đẹp nữa, rất là mỏng manh này. Còn các bạn mà nhạc công hay là thầy cô giáo đứng lớp dạy thì khi mà đeo vô nó rất là nhẹ. Rồi, các bạn nhớ cái mã của cây đờn là Ibanez là được. Mình sẽ tặng cho các bạn cái bao thêm cái đòn theo đòn này nha. Rồi, các bạn cảm ơn các bạn đã coi cái clip này của shop. Shop sẽ giới thiệu từng cây đòn cho các bạn dễ tham khảo hơn qua những cái clip hoặc là những cái buổi live stream. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop trong những thời gian qua. Xin chào mọi người. Bấm mạnh vô.